Trong video này thì mình xin giới thiệu đến quý anh chị hai cái kiểu mẫu cổng nằm ở mặt tiền nhà, gia công sẵn ở xưởng và lắp đặt tại công trình nhanh chóng, nhưng vẫn là rất là đẹp, nó phù hợp với cái kiến trúc của căn nhà. Ví dụ như mình giới thiệu hai căn nhà ở góc đường. Tất nhiên ở góc đường thì nó sẽ có cái vát góc đó, thì mình không thể nào làm được ngay cái phần cổng ngõ này hay được, mà phải đợi căn nhà nó hoàn tất thì giai đoạn 2 mình sẽ làm nó. Thì cái phần này chúng ta sẽ gia công sẵn ở xưởng và lắp đặt thôi đó, nhưng mà bảo đảm cái kiến trúc, cái mỹ thuật và cái kỹ thuật nó phải hợp với căn nhà. Đây là như mình đang giới thiệu cái nhà bên tay phải này đi. Thì cái kiến trúc căn nhà này là hiện đại, lan can là sông đứng màu đen. Hiện đại nhưng rất là đẹp, nhà và góc nè. Rồi thì cái cổng mình cũng làm những cái song sắt như thế này. Chúng ta làm một cái cổng ngõ bằng sắt để rào cái cổng ngõ lại, thì chúng ta có cái không gian khoảng chừng 4 m², chúng ta để giày dép, xe máy, vân vân, nhưng nó vẫn đẹp. Tận dụng cái không gian vạt góc trước nhà. Tương tự nhà bên này thì cái kiến trúc nó là cũng hiện đại nhưng mà pha một chút cổ điển thôi. Là cũng có chỉ, cũng có chỉ ở bên trên, rồi lan can thì cũng có một ít hoa văn. Lan can mặt tiền có ít hoa văn. Thì song song với đó thì chúng ta làm ở cổng ngõ, nó cũng cách điệu một chút, cổ điển, cũng hoa văn mỹ nghệ một chút. Cảm ơn quý anh chị đã xem video giới thiệu về hai cái cổng ngõ mà chúng ta gia công sẵn ở xưởng tiền chế như thế này, rồi chúng ta lắp đặt tại công trình nhanh gọn lẹ để tận dụng cái không gian vạt góc căn nhà. Xin cảm ơn.